Chào chị Phượng ơi. Đây quá đã. Chào cả nhà. Thì hôm nay á là gia đình tiện lên xì phố với cả nhà. Đi xì phố làm gì em yêu? Đi máy bay cứu ngoại. Đi máy bay cứu ngoại hả? Thì hôm nay là cuộc hành trình là từ lúc 1 giờ rưỡi chắc khuya giờ này là cũng 5 giờ rưỡi sáng rồi đó cả nhà ơi. Đó bây giờ thì mình đang có mặt ở đâu chú tài xế? Miền Tây dạ tới bến xe miền Tây nha. Dạ thì hôm nay thì mình sẽ ra phi trường sân bay để mà rước ông ngoại của bé Miu chở về nước nha cả nhà. Thì ông ngoại bé Miu ở Canada đó, chở về Việt Nam hả? Dạ hiện tại là tới bến xe miền Tây rồi, giờ thì chú sẽ di chuyển vô sân bay nha cả nhà ơi. À, vậy là ông ngoại với Miu đó là 8 giờ rưỡi là có mặt tại phi trường ha chị Phượng nha. 8 giờ rưỡi. Dạ. Để làm thủ tục ra chứ coi 9 giờ. Dạ. Về 8 giờ rưỡi. Từ bên đó mà bay về đây là bao nhiêu tiếng hay gì? 18 tiếng. Nay là tiền nè, bé Miu, chị Phượng với lại bé Úc Quyên. Có thêm chú tài xế nha cả nhà, với lại Phong. Đi lên trên đây lần đầu tiên á thì mình lên sân bay cho nên là cũng biết sao. Chị Phượng có đi lên đằng đây lần nào chưa? Có, chị đi 3 lần. Đi 3 lần rồi ha. Ờ, ra sân phi trường 3 lần như thành phố rồi chị cũng đi thường. Dạ. Miu cảm giác đi lần đầu tiên đi như thế nào Miu? Vui mà lạnh nữa. Vui mà lạnh nữa hả? Kiểu mới lạnh đó không quay. Lạnh là lạnh trong xe có máy lạnh. Có quay lạnh. Lạnh nóng băng luôn hả? Vậy thấy trong lòng sao? Ngồi gặp ông ngoại sao? Hả? Ông ngoại một cái rồi ôm. Ôm ngoại một cái rồi ôm ngoại ha. Nói bây giờ thì mời cả nhà cùng đi theo gia đình của Tiền để vô sân bay nha cả nhà. Đây công viên nè, bên đó công viên đó. Dạ. Buổi sáng ở Sài Gòn thì công nhân đi làm rất là nhiều luôn, là đặc biệt là mấy cô chú buôn bán nha cả nhà. Hai bên lề đường rất là nhiều. Để người ta bán ổn nhất. Giờ này 5 giờ rưỡi sáng mà trên đây xe chạy quá trời luôn hả chú? Trời chưa đâu, chút nữa nó tắt đường luôn á con. Dạ hả? Giờ cao điểm người ta đi làm. Dạ. Tắt đường luôn á. Bởi vì cha kêu đi tranh thủ đi sớm. Dạ. Tắt đường. Cao điểm là 6 giờ là người ta đi làm á. Dạ. Công ty 7 giờ là đi tắt đường. Mẹ ơi. Ơi. Cái đó là cái gì vậy? Cái đó là gì? Cái bảng á. Cái bảng cáo gì á? Quảng cáo thôi. Bảng quảng cáo đó con. Lần đầu tiên mới Miu lên Sài Gòn cả nhà cho nên là nhiều điều hỏi quá. Không biết trả lời sao luôn. Mới đi có 2 lần. Mới đi 2 lần. Mới đi 2 lần à. Cái lần đầu chứ đâu 2 lần. Lần kia là đi Bạc Liêu quê. À vậy đó hả? Dạ. Không. Đi mẹ Nam Hải. Đúng rồi. Còn đây là đi rước ông ngoại. Ra phi trường rước ông ngoại. Nói sao mà quên luôn. Nói sao mà quên luôn hả? Mẹ ăn không? Không, mẹ không ăn. Bé Quyên ngủ thẳng cánh rồi bay luôn rồi. Kêu gì về hỏi gì ăn kẹo không? Còn ngủ mà. Này là tới vòng xoay gì đây? Vòng xoay Phú Lâm. Vòng xoay Phú Lâm. Ồ, làm đẹp quá ha vậy ha. Không, chứ kia còn có cái vòng xoay nữa nó đẹp lắm. Đâu? Sài Gòn đẹp hơn dưới quê mình không yêu? Hả? Sài Gòn đẹp hơn dưới quê mình không? Không hả? Dưới quê đẹp hơn hả? Sài Gòn đẹp chết luôn nè, thấy không? Nhà kìa, nhà lầu không kìa, thấy không? Có thấy không? Cái hình là đi nhà cao tầng á. Xịn sọ ghê không? 3 tầng không? Ừ. 3 tầng người ta đủ chết 2 tầng. Cái này mình vô sân bay là còn khoảng 1 tiếng không chú?
nếu mà không tắt đường thì cũng kế bên nè. Dạ. Mình sợ nghẹt đường á. Đây là mình mới đi qua đường 3 tháng 2, 3 tháng 2 mới vô Lý Thường Kiệt. Đúng rồi, không gãy luôn. Dạ. Là chạy thẳng vô sân bay thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Bọc giá cầu. Xe cấp cứu. Bây giờ này chắc cũng chưa đến nỗi tắt đường. Cao điểm nhất là lúc 6 giờ mấy chú ha. 6 giờ mấy, 7 giờ. Về là xong qua bển là dịch luôn, là không về tới giờ luôn đó. Ừ, chứ không phải là mới đi năm 2019. Dạ đúng rồi. Đi bển cũng lâu rồi. Buổi sáng ở đây bán đồ ăn nhiều quá vậy ha. Ừ, bán nhiều lắm. Thấy khích 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 mà bán quá trời luôn. Bây giờ là gần tới sân bay hả chú? Tới rồi đó. Tới sân bay. Cái ngôi nhà này nó cao nè. Ngôi nhà đó là lên mắt 81 à. Dạ. Giờ này là gần 6 giờ sáng hay cả nhà. Vậy này đường xá là đông lại lên nữa rồi đó. Dạ. Giờ này buổi sáng mấy chú đi tập thể dục nè. Quá trời luôn. Công viên. Công viên. Mình chạy xe chạy vậy. Khá là nhanh. Tập thể dục quá trời. Chú tài xế nói là gần tới sân bay rồi. Thành phố chỉ vô công viên tập thể dục thôi. Tới tôi biết bệnh viện đó là bệnh viện Tâm Anh. Ông cha già chiếc này khỏe hay gì ha, không có bị test Covid ha? Không. Về không cần test Covid, không đeo khẩu trang luôn. Dạ. Ông mới tiêm ngừa mũi 4 đó, mũi 4 đó. Nghe tôi cũng gần 2 tuần rồi. Dạ. Rồi hai bên đường nó trồng cây đẹp hết sức ha. Ở đây nhà nó khích khích, nó nhỏ nhỏ mà có một cái nhà cao tầng không hay gì Phượng nha. Ừ, không có cạnh như dưới quê mình được. Dạ. Đất mặt lắm, trên đà mặt. Đây là 1 mét. Mặt dữ lắm. Đúng. Đó, đó, tỉ. Bé nó ngủ giấc dài rồi. Gỡ vô phỏng tay à.
giờ. 6 giờ. 5 giờ mấy? 5 giờ 4 gần 6 giờ rồi. Thì lên nó chờ cha con hai giờ, mấy ba tiếng. Bây giờ này là vừa luôn á. Mình lên chảnh là mình ngồi mình chờ đó. Giờ đợi ông cha ông ra. Đi chở nữa thì sợ kẹt đường. Dạ. Đi giờ này là chờ cũng hơi lâu nè. Mà đi giờ này là vừa nè. Vừa đó. Bởi vì tranh thủ đi sớm á chú. Mấy lần trước là đi lên đây tôi phải lên, ông bắt phải lên cũng trước. Hai mẹ con đó nghỉ khách sạn gần bên đây nè. Này là cầu gì chú? Cầu vượt này vô sân bay. Cầu này vô sân bay nè. Dạ. Ồ, sân bay đó. Nói chứ lần đầu tiên vô sân bay con cũng không biết nữa, nghe nói tăng sân nhất thôi chứ chưa biết. Từ trên còn như người ta cho người ta đi á tầng dưới. Dạ. Có mình rước tầng dưới chứ, rước tầng dưới đi tầng trên. Ờ. Đi tầng trên. Tầng dưới đi tầng trên. Đẹp hết sức đẹp. Nè cái nhà lầu hơi tiên, nhà lầu đẹp. Dạ. Tới sân bay nè Miu ơi, được coi máy bay rồi. Ôi ở dưới này nó đẹp nè cả nhà. Ôi. Gì vậy? Ngủ à? Bé Miu sao rồi? Gần cái nó mệt. Gì hả? Nó xe xe đó. Đợt rồi đi không có, đợt này đi bị ha. Đi buổi đêm vậy á. Lúc đi hết mình, lúc về tới bờ vậy. Nó gặp ông ngoại là tỉnh lại rồi. Cái này là vô cổng sân bay hả chú? Này vô là bãi đổ. Bãi đổ nha. Chờ khách. Dạ. Để sọt đôi gì lâu quá trời. Nãy tìm mua nước rồi phải vô chung là một chai là mấy chục á. Vậy đó hả? Cái tên nó tính 20 triệu chứ lên chị. Đợt vô đây là phải bán đồ ăn, đồ uống rồi mắc chứ lắm. Đợt em ăn dĩa cơm. Vậy là mình mua, mình mua bánh mì, mình mua mặn vậy là hợp lý luôn nè, đúng không? Mua nướng sẵn luôn. Mắc lắm. Mặt trời lên nè. Ở đây nó có bãi đậu xe, nó ghi mấy chỗ ghi hết ha. Đúng rồi. Vậy là mình ngồi trên xe mình đợi luôn hả gì? Muốn ngồi thì ngồi, muốn đi xuống chơi thì đi, cứ bình thường. Gì đó ha, dạ. Xíu khám phá hết cho sân bay lên rồi. Qua đây đẹp nè. Ở trên đó là người ta đi đó hay gì? Trên đi dưới đón. Dạ. Dưới này thì mình đón. Bây giờ là tới khu chờ ở cả nhà. Giờ tiền với lại gì với lại bé Nguyên với Miu sẽ đi vô trong ngồi chờ nha. Đem đồ heo ăn cả nhà ơi. Tại vì giờ mới có 6 giờ rồi. Mà tới 8 giờ rưỡi cha mới ra. Nước đi khô cái đi nước. Ai vậy cháu? Nắm tay gì đi con, nắm tay gì đi. Ủa hay cháu đi đâu vậy? Đây cái khu chợ nè, sợ hội đông quá. Sao bạn? Sao bây giờ đi không? Bạn thấy như thế nào cho mình? Thích vui rồi. Chơi vòng vòng nước hả? Đi về dốc đi. Dốc đi như vòng vòng cái cảnh chơi vòng vòng. Thấy cho mình sao rồi? Đau bụng hả? Đau bụng như thế nào? Sáng trả lời ông ngoại ha. Hả
Hiện tại bây giờ là cũng 8 giờ 20 rồi đó cả nhà. Bây giờ là máy bay chuẩn bị đáp. Chút xíu nữa là ông ngoại của bé Miu sẽ ra. Lâu quá. Lâu quá hả? Giờ là mấy dì cháu đợi chắc cũng khoảng 2 tiếng mấy rồi. Kiếm ông ngoại nha. Vô kiếm ông ngoại ơi. Đâu vô trong được đâu. Họ ngoại đi ra. Con nhìn con kiếm ngoại đi, ngoại cho chuẩn bị ra đó. Thì con nhìn, mẹ mới kêu nhìn đó, nhìn coi ngoại tới đâu rồi. Giờ là máy bay hạ cánh á, người ta đang ra từ từ á cả nhà. Giờ này là khá là đông luôn xung quanh. Rồi. Đó, bây giờ là rước ông ngoại của bé Miu về nghe cả nhà ơi. Lấy đồ, xách đồ, xách đồ. Rồi bây giờ là đợi xe lại. Miu Miu né qua cho người ta đi con. Qua đây nè. Qua đây, qua đây, qua đây. Đợi lâu hả? Dạ. Ủa mà 8 giờ rưỡi ra sao lâu dữ cha? 8 giờ rưỡi, 8 giờ, 5 giờ. Ra còn hết là đi. Dạ. Rồi nó chở đi vòng mệt của nó quá. Mở cái áo lên chừng nó rớt ra. Mình có che nhìn ngoài vậy nè. Mở cái che ra mới lại phải không? Hả? Có ôm hồng ngoại chưa? Hả? Có thấy chưa? Ôm hồng ngoại chưa? Lại ôm hồng ngoại được không? Trời ơi. Dạ dạ. Ổng đang chạy lại á. Bên kia chỗ này nó đậu rồi. Đi trước nè, đẩy đẩy đi. Nó lên đậu chứ nó đi rồi. Bạc xuống. Bên này chắc không đi ra nước ngoài. Giờ là hành trình đi ăn xong rồi đi về. Cha, chào cả nhà cha. Không, chào cả nhà. Đây. Mới xuống thị trường chào cả nhà. Mùa này sắp tới được nóng dữ lắm mà. Cái chỗ này của mình cũng mưa nhiều anh ơi. Thấy giờ cũng mưa nhiều rồi. Có bữa cũng nắng lắm mà. Nắng là nắng gắt luôn á. Giờ này xe đông hay gì ha? Tới lúc có 10 giờ mấy 11 giờ ra là tắt sáng tắt đường. Vậy là mình ghé ăn gì cũng được chứ cha? Ăn gì cũng được. Dạ. Muốn ăn cái gì? Đi ra khỏi khu vực này mới. Khỏi khu vực này vô ngồi ông đổ ngồi lắm. Ở đây dạ. Nó không có chỗ đậu xe. Không được xe máy. Đậu xe nó không có chỗ đậu xe đâu. Vậy chú kiếm quán nào chú ghé hả chú? Chú biết á. Dạ. Đây muốn đậu xe đâu phải dễ đâu à. Xe đậu xe nó mắc à. Đó mới có chỗ đậu nó lên lề nó đậu không á. Chỗ này giờ cao điểm mà nó đi về xích ra ngoài mới được thì khỏi chỗ này đi ngoài kia nó thoải mái hơn mày còn nghe hả bớt qua đi bé thật dữ ha. Giờ này Miu nhau vậy đó hết mệt rồi nó cà nó ngồi nó cà hết mệt hả hết mệt rồi. Mệt. Nó ngoại đi lạc cái đứng khóc. Đi xe mà vòng cũng không được nữa. Ở đây khó tánh lắm. Ngoại sao đi lạc được. Bây giờ
nước ngoài rồi. Đâu có tình hình định cảnh này gì đâu anh. Năm nay nó 2 năm hơn 2 năm rồi. Bữa đây gì là ở đây bị bệnh đó. Kia cũng bị luôn. Dì còn nhớ rõ ngày cha đi mà. Tính nhiều năm luôn á dì hả? Không có giấy, không có bà, không cho mình đi. Dạ. Bây giờ mới bản bữa nay nè, bữa nay người ta đi ta khỏi giấy nè. Quỷ bỏ luôn. Là mình bỏ bản nha. Chứ mình trên bên đây thì mình quỷ lâu rồi. Bỏ đó. Mình quay lên đây là mình quỷ rồi. Cha lên đó, cha có nó có giấy. Dạ. Ở tại mấy bài nó bán cho nó làm giấy cho luôn. Còn bây giờ nó mới miễn hôm qua nè. Cha về đi về luôn là 2001 đó hả? 2001 à. Dạ. Còn đi 30 này là 2006. Ồ, lên giá nữa. Đi sớm này nó chảy, nó ấy hơn, nó bóc. Hè, tí hè người ta đi nhiều. Giờ người ta nghỉ nè, ta đi du lịch, đi chơi. Hôm nay là mùa du lịch mà. Việt Nam về được đi nữa, ai không đi. Con cái dắt đi lùm. Hát gì em yêu? Kẹt xe. Cái này gì đó, vào cao điểm là Sài Gòn thì chán lắm. Kẹt cứ ngắt hơn trước luôn. Ngày ba cử là sáng, trưa, chiều. Ngày ba cử tắc đường bây đem ta đi làm nè. Dạ. Tranh thủ đi sớm luôn à. Bởi cha chưa đi sớm là cũng sợ tắc đường vậy. Rồi bây giờ là ghé quán ăn này cái nhà. Cái quán này không biết tên gì. Đây có tên. Ủa ai đó? Dạ. Hồng Ký Mì Gia. Ở đây có nhiều đồ ăn lắm. Bé Biêu đói bụng chưa? Đói hả? Giờ là kêu đồ ăn. Tại bây giờ vô là kêu đồ ăn hết. Là giờ là đợi đồ ăn lên. Ừ, bé Biêu đã xoay xe. Kìa nhìn kỹ đi ông ngoại đó đã lộn đó. Anh mới lại đi. Anh mới lại. Có nhìn mấy tình không đó vậy chứ. Đó. Đó này chắc cay lắm đó. Dạ. Thấy màu thì cay lắm. Cái đó là ớt, nó là cay rồi đó. Ừ. Kìa ông ngoại hững hức đồ ăn rồi kìa. Tôi vô. Ở ngoại ngon không? Ở đây nó có ba cái nước tương ấy rồi nữa nghe. Này nó giống như nước giấm nước gì. Vui hả? Lần đầu tiên gặp ông ngoại vui hả? Được không? Mẹ kéo các bạn cái ghế vô. Rồi. Anh muốn gì? Từ từ đồ ăn nó mới ra. Đâu phải làm liền có liền đâu. Miêu. Kẹo. Uống nè. Xanh. Nước miếng nữa đây. Uống miếng cái gì vậy? Uống thử là ngon không? Mất cỡ gì vậy? Có không? Ngon. Ngon cái gì vậy? Uống cái. Thích chưa? Gì vậy? Thôi uống đá chanh với mẹ đi. Nha, hai con mình uống đá chanh. Mình nấu lên đó. Đâu quả mình nấu lên. Đồ ăn ra, đồ ăn ra. Ngồi im đi con, nóng á. Xay qua cái em. Có lớp chóc mà. Lớp cái gì vậy? Cái này là vịt. Bánh bò. Mì tiềm chú ăn chút nè. Em thôi chị cho chú. Chú ăn mì vịt tiềm đúng không chú? Cha mình thích. Rồi thích. Đây. Gì ăn gì vậy? Mì luôn nè. Rồi nè. Dạ không, đây là mì vịt tiềm. Còn hai người kia ăn mì sữa cạo. Dĩ không? Em mì vịt tiềm nha cả nhà. Lần đầu tiên ăn luôn. Không, người bữa nay theo chú tài xế, chú tài xế dẫn lại quán này thử coi như thế nào. Kéo ra. Mấy cái chung này nó lạ lạ quá ha. Đó kỹ quá, kiếm ra. Coi dần bể á con. Ngon cha.
nước chấm đây, nước chấm. Đây mẹ đốt chan. Này là có dĩa vịt là để riêng nè. Cái này là có cái này cái gì quên tiêu rồi ta. Cái gì? Cái này đúng rồi đó. Này mì. Này nó vừa có mì vừa có phở luôn chú. Đây, mẹ sẽ cho bé Miêu cái đùi. Để nguội đi rồi ăn thôi. Mình cho ăn để chanh để ớt nha. Cay lắm nha. Cho ăn cay được mà. Này chú là sẽ để sa tế ớt vô cái nước chấm cả nhà cho đậm đà. Thấy không? Cái này là của chấm vịt nè. Vậy đúng không? Dạ. Ở đây mình có nước tương rồi nghe. Dạ. Rồi mà cả nhà cùng ăn với lại gia đình nha. Cha hưởng thức ngon không? Này Hoành Thánh đúng không? Bà. Đâu mẹ hỏi rồi hả bà ra. Ừ. Ăn đi để lên xe đói á. Thử cái nước này. Mấy tô này đầy này là con. Mấy tô mà không đầy thì tính ra cái Hoành Thánh vịt này nó còn ngon hơn. Phải để cho này là Hoành Thánh vịt của Phong này nha cả nhà. Đó. Tưởng là bà dở hả? Bên này là mày nãy bé ăn gì bé? Hoành Thánh sủi cảo hả? Nước hả? Đợi chút xíu nước ra con. Làm sao? Cái tấm vẽ. Tấm vẽ không? Ừ. Ủa, nó tay chữ à. Đợi cha ngon cha. Vừa ăn hả chú? Ngon chú. Chút thì sẽ ăn ngon. Dạ, đây ra ngoài nắng biển, ra ngoài. Ra ngoài nhà hàng, ra ngoài biển ăn không sướng à. Ngon không? Ăn, ăn. Chút đi. Lúc nào cũng là người cuối cùng đó về. Nè con cầm đùi gạp, đùi này con cạp đi. Này của Trang Ly nè cha. Chuyện chuyện qua cho cha đi bé. Đây nước. Nước chanh rồi. Ừ, đã chanh. Chua. chua mặt biểu cảm ghê không? Nó đói bụng mới về bởi vì nó mới vậy đó. Nó cảo ba gách coi nè. Có bà nó có nè. Có bỏ hết chưa? Ồ bữa nay cạp nguyên cái đùi cạp luôn. Nè, của con nè. Đây. Bà cho Hoành Thánh nè. Ở trong có thịt có tôm nữa. Cả cái đùi đi rồi cho ý kiến coi sao cái đùi sao. Sao cho chú tài xế ý kiến kìa. Ngon không? Ngon. Ngon hả? Cảm giác lần đầu đi xì phố hay sao? Vui. Vui à? Hồi nãy vô đó đâu có thấy máy bay gì đâu hả? Không thấy máy bay. Trên lầu á mấy ngày. Dạ. Dưới đâu có thấy không? Nó lầu á. Nó bé dẫn lên mà nó sợ, nó nhát nó không dám đi thang máy.
Có thang bộ nữa. Cái gì? Bộ nữa đi. Cứ lên bộ. Đừng có chơi nó mới 30 phút. Ngoại số 4 mà. Nãy lên cho ta thấy ngoại ngồi máy bay xuống. Nó về với người ta sớm á, nói đi rước ông ngoại xong rồi ngồi máy bay luôn. Em đi vòng vòng khỏe sớm vậy. Về nói ngồi máy bay nha. Nè, ông đây con. Ăn thử đi, ngon lắm. Ăn đi. Có thịt ở trong. Thịt, ừ. Cái này nó có nấm đông cô. Cải. Nhưng nãy hơi lâu rồi, con nhỏ ở đằng lên quê nó mến như vậy là kia nó biết đường nghe. Dạ. Dắt nó từ kia qua đây. Chỉ nó lấy đồ. Em lấy bụng có 10 giờ thấy à. Em là hỏi vô thị trường là hỏi cái sao của anh. Thì hôm nay á, là đi rước ông ngoại của bé Miu ở cả nhà ghé đây ăn uống xong rồi mình sẽ về nhà nghe cho ông ngoại của bé Miu nghỉ ngơi. Rồi sau đó là sẽ có những cuộc hành trình đi tiếp hả cha? Dạ. Rồi bây giờ thì hẹn gặp lại ông bà cô chú anh chị video sau nha. Bye bye. Bye bye ông bà cô chú. Bye chú.